Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5, ngày 26 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 7, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 5, 5, 5, 0, 8, 9, 8, 9, 8, 5. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 4, 7, 2. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90854 95952. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05187. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86801. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 021982. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 021982.